Ok, chào mọi người. Hôm nay là bún tôm thịt nướng. You're so lonely that Mimikyu doesn't want to hang out with you. Is that a good one? Quá trời thịt. Tôm nướng. Mắm nè. Okay, imagine this Okay, imagine saying this is like someone strong but very ugly. You're so ugly, even Meow regrets his life. Because Meow likes like all the strong ones. Huh? Because Meow like gets all the strong ones. Strong what? Pokemon. Mmm. Béo. Nghe là biết mà sao nướng mà ngọt thấm. Thấm vô luôn ra có thịt chứ. Ngon. Thấm vô đâu có thịt. Everything. Mm. So what's that? So what's that? Good insult? Is that good insult? Yeah. Ngon. Đói. Đói mùi nè. Thử đi. Very good one. Here's some meat. Try this meat. Thấy gì bé quê bé được. Try okay. It. Thấy kìa. I'll try meat. Để lại. Nhiều quá không hiểu người khác không được. Ha, Regan. Try yeah, that. That is better. Way better. Try it. You can have my meat. This meat isn't actually good. I like this better. Authentic means real cuisine means food. Oh. Real vitamin food. Precisely. Mmm, I'm looking for. Mmm. Heat up the food from the refrigerator. Huh? Heat up the food from the freezer. Yeah. Ooh, spicy. What is this?
Reagan. Reagan, you're just drinking like this. And your hands just like... And I'm just like... Okay. Ăn cái gì đó? Ăn nước trà. Take that. Reagan, if you don't want your meat, I'm taking the meat you got from Daddy. I'll take that one. Nguyên một cái sườn. Okay, Reagan. Pokemon base compliment. Wait, I got this. You're so pretty, you make Gardevoir seem ugly. Okay. You're so majestic, Arceus is just a dog to you. You're so tall, a lone form executor, how about, fix that up a little bit. I don't know, just like, it doesn't feel like as good. Make it seem like a professional compliment. You're so tall, the Alolan form of executor is your baby sister. You're so hot. You're so hot, even Moltres melted. I mean, of course Articuno's gonna melt. Articuno's gonna melt if he's next to me. It's got mùi sả. Nước nó có mùi sả. Thơm thơm. Tí xíu thôi. Mùi sả mà lợi dụng nhiều quá nó không ngon. Cho nên nó hơi tắt hơi tí xíu rồi. You're so cool, you make Glaceon jealous. Fix it up a bit more, you know, as I said, make it sound more professional. Less work. Mọi người nha. Rất là ngon. Uống tôm thịt nướng. Chỉ có ở San Jose, Vũng Tàu và San Jose. Không chỗ nào qua hết. Nó hơi mắc một tí. Một tô bún bún tôm thịt nướng thì nó cỡ khoảng 12 đồng. Nó ngon, trong đó nó có thịt ngon, tôm ngon mà nước. So genius, you make mega Alakazam seem like a dodo. Nếu mà ai ở Mỹ, ở California, ở San Jose, nên thử một lần. Rất là ngon. There's that person that sees a fire and they're like, ooh, pretty. Tuy nó mắc, nhưng mà mình ăn, mình cảm thấy ngon, mình cứ ăn hơn. Thịt nó thấm từ trong ra ngoài. Nó nướng từ hôm qua giờ. Không có khô. Nó thịt nào. Không có khô gì hả? Rất ngon. Từ hẹn mọi người video tới. Bye.